À, xin giới thiệu đây là cái sơ đồ nguyên lý của cái mạch báo chuông trường học. Ở trên sơ đồ này thì chúng ta cần quan tâm một số cái IC sau. Thứ nhất là IC DS1307. Đây là IC thời gian thực. IC này có nhiệm vụ là lấy thời gian theo thực tế, bao gồm có giờ, phút, giây, thứ trong tuần, ngày, tháng và năm. Và để lấy được cái dữ liệu mà DS1307 này lưu trữ ấy, thì chúng ta sẽ cần lấy thông qua hai chân là chân số 5 và chân số 6. Chân số 5 là chân SDA và chân số 6 là SCL. Thế còn những chân còn lại, ví dụ như chân 1, chân 2, chân 3, vân vân, nối như thế nào thì chúng ta sẽ phải tra trên mạng. Xem thực tế xem nhà sản xuất người ta yêu cầu là đấu nối như thế nào. Ví dụ như chân số 1, chân số 2 chúng ta phải nối với một cái thạch anh cái chỉ số là 32,768 kHz, vân vân. Nhưng mà trong sơ đồ nguyên lý thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cái chân dữ liệu này thôi. Thế còn các cái chân khác thì người ta mặc nhiên hiểu là đấu nối theo quy định rồi. IC thứ hai là IC AT89S52. Đây là trung tâm của mạch. Đây là IC vi điều khiển, và để cho IC này thực hiện chức năng gì thì chúng ta sẽ lập trình để giúp cho IC này thực hiện chức năng theo yêu cầu của chúng ta. Để quan sát trên sơ đồ chúng ta thấy là chân số 1, chân số 2 được tôi đánh dấu là SDA, giống với nhãn của cái chân SDA DS1307. Tức là chân SDA của DS1307 sẽ được nối với chân 2 của vi điều khiển. Và thấy ngay là chân SCL được nối với chân số 28 của vi điều khiển. Như vậy vi điều khiển của chúng ta sẽ lấy thời gian thực của DS1307 thông qua chân số 2 và chân số 28. Cái linh kiện tiếp theo đó là cái màn hình LCD. Màn hình này dùng để hiển thị các thông tin về thời gian mà chúng ta vừa đọc được của DS1307, gồm có giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm, thứ. Và để hiển thị được cái màn hình này thì các bạn có thể quan sát cách kết nối. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến chân số 4, chân số 5, chân số 6, chân số 11, 12, 13, 14 của cái LCD này thôi. Thế còn các chân khác thì chúng ta vẫn phải đấu nối theo cái hướng dẫn của cái nhà sản xuất cái màn hình này. Tiếp theo chúng ta cần quan tâm đến các nút nhấn, nút số 1, nút số 2, nút số 3, nút số 4. Bốn nút này dùng để cài đặt chương trình cho thiết bị. Thì nút số 1 chúng ta thấy là nút số 1 được nối với chân 22, nút số 2 được nối với chân 24, nút số 3 nối với chân 26 và nút số 4 thì nối với chân 27. Thế thì cách hoạt động của nút này thì cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta biết là một nút thì nó có hai chân. Thì trong hai chân đó chúng ta thấy là có một chân được nối xuống mát, tức là nối xuống mức 0V. Thế còn chân còn lại thì nối với các chân của vi điều khiển. Thế bây giờ tôi giả sử chúng ta biết rằng là cái vi điều khiển là AT89S52 này, nếu như mà không không can thiệp gì khi mà mới cấp điện vào thì toàn bộ các chân đầu vào ra của nó đều đều ở mức 1, tức là ở mức 5V. Thế tuy nhiên ví dụ khi chúng ta ấn nút 1. Thì ngay lập tức cái chân số 22 này sẽ được nối xuống đất, tức là nối xuống mức 0V. Điều này đồng nghĩa với việc là chân số 22 của chúng ta sẽ được đưa xuống mức 0, và vi điều khiển sẽ dựa vào đó để biết xem là nút có được bấm hay không. Cụ thể là chúng ta thấy là nếu mà chân 22 mà đang ở mức 0 thì tức là nút số 1 đang được bấm. Chân số 22 mà đang ở mức 1 thì nút số 1 không được bấm. Tương tự như thế với các nút khác thì chúng ta có thể phân biệt được. Ngoài các thiết bị đó ra, chúng ta thấy còn có một cái chân là chân số 1. Tôi có đặt một cái nhãn là chuông. Thì chân này dùng để điều khiển bật hoặc tắt cái chuông. Thì các bạn quan sát để minh họa cái chuông thì ở đây tôi không dùng chuông mà tôi dùng một cái bóng báo, một cái bóng bóng LED. Thì một đầu bóng LED chúng ta nối với 5V. Đầu còn lại thì chúng ta nối với cái chân 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 1, tức là chân báo chuông. Thì chúng ta thấy ngay này, nếu như chân 1 mà xuất ở mức 1
tức là mức 5V, thì khi đó hai đầu của cái bóng báo LED D1 này sẽ đều nối với 5V và bóng này không sáng. Tức là tương ứng là chuông sẽ không kêu. Còn nếu như mà chân 1 của chúng ta mà xuống mức 0, tức là mức 0V, thì bóng D1 của chúng ta một đầu nối 5V và một đầu nối 0V, dẫn đến cái bóng này sẽ sáng, tức là chuông sẽ kêu. Nên tóm lại, muốn chuông kêu thì chúng ta đưa cái chân 1 này xuống mức 0, còn muốn chuông nó không kêu thì chúng ta đưa chân này xuống mức 1. Đó là về nguyên tắc hoạt động là như vậy. Thế còn trên thực tế thì chúng ta sẽ dùng chân này để điều khiển một cái relay. Cái relay đấy sẽ đóng ngắt điện cho một cái chuông. Đấy là trên thực tế. Còn trên mô phỏng thì chúng ta chỉ thế này thôi. Và tôi sẽ chạy mô phỏng thử để các bạn nhìn. Thì các bạn quan sát này, những cái chân mà có màu đỏ như này là đang ở mức 1, tức là mức 5V. Còn những cái chân mà có màu xanh như này là mức 0V. Thì chúng ta thấy trên màn hình LCD đã hiển thị giờ, phút, giây, thứ, ngày, tháng và năm. Và quan sát hai cái chân dữ liệu SDA, SCL của cái DS1307 thì chúng ta thấy là cứ tầm khoảng 1 giây nó thấy nháy nháy một lần. Tức là nó đang gửi dữ liệu sang cái AT89S52. Bạn thấy không? Và AT89S52 sẽ dựa vào cái thời gian đó để hiển thị ra màn hình này. Để hiển thị ra màn hình này. Và chân chuông này đang đỏ, tức là đang ở mức 1, dẫn đến bóng này không sáng bởi vì hai đầu của bóng này đều nối với 5V cả. Bây giờ để cài đặt, chúng ta sẽ cài đặt thử một cái chương trình để cho cái thiết bị hoạt động. Thì chúng ta sẽ ấn nút 2, nút 2 là nút menu. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu. Chúng ta chọn đặt chương trình, tức là tương ứng với nút 1. Bật lúc mấy giờ thì chúng ta chọn thay đổi. Ví dụ chúng ta muốn đặt lúc 17 giờ 21 phút, 22 phút chẳng hạn. 17 giờ, chúng ta chọn tiếp. Sẽ cho chỉnh phút. 22 phút. Chúng ta chọn tiếp. Số hồi chuông nó hỏi là sẽ báo mấy hồi chuông, chúng ta có thể chỉnh. Ví dụ muốn báo 4 hồi chuông. Chúng ta chọn tiếp. Có cài cho ngày chủ nhật không? Nó hỏi có hoặc không. Chúng ta chọn ví dụ không muốn cho ngày chủ nhật thì chúng ta chọn không. Thứ hai có chẳng hạn. Thứ ba có. Thứ tư có. Thứ năm có. Thứ sáu ví dụ không nhỉ. Thứ bảy không nhỉ. Như vậy là chúng ta sẽ đã cài đặt xong một cái chương trình cho cái thiết bị của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ cho đến 17 giờ 22 phút. Chúng ta sẽ quan sát vào bóng báo này. Khi mà bóng báo này sáng thì tức là chuông kêu. Và khi mà thiết bị này báo chuông thì chúng ta quan sát màn hình luôn. Nó sẽ báo xem là cụ thể báo bao nhiêu hồi chuông. Là sắp sửa 58, 59. Nó sẽ báo chuông này. Báo chuông. Chúng ta thấy bóng sáng. 4 hồi, mỗi hồi 5 giây. Đây là hồi thứ nhất. Xong ngắt một tí. Xong chuyển sang hồi thứ hai. Ngắt một chút. Hồi thứ ba. Và hồi thứ tư. Đã, hết. Và sau khi báo xong thì màn hình của chúng ta lại quay trở lại chế độ hiển thị giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm. Chúng ta hoàn toàn có thể, ở đây tôi có thiết kế thêm các menu để xem lại các chương trình mà chúng ta đã cài đặt. Thì chúng ta vào menu, nhập mật khẩu, chúng ta chọn xem và xóa. Thì chúng ta đã có 6 giờ 15 báo 5 hồi vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Để xem tiếp chúng ta chọn tiếp. 6 giờ 30 báo 7 hồi vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Vân vân. 7 giờ báo 2 hồi. Ví dụ như cái cài đặt này chúng ta thấy nó không hợp lý, chúng ta có thể chọn xóa. Nó sẽ xóa cái chương trình cài đặt này đi. Rồi. Và nó sẽ hiển thị chương trình tiếp theo là 7 giờ 16 phút báo 6 hồi, vân vân. Đấy thì cái thiết bị của chúng ta sẽ lưu trữ được tối đa là 18 chương trình hẹn giờ. Thì với 18 chương trình hẹn giờ này chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt
theo cái ý muốn của chúng ta trong toàn bộ một tuần. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.